Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong buổi thiền tập thứ hai của khóa thiền nhà giáo Tỉnh thức và Trí tuệ. Khi chúng ta có cơ hội được ngồi xuống với nhau trong thiền tập như là buổi sáng hôm nay, chúng ta đã được ngồi yên, được trở về với chính mình, được tách mình ra khỏi những bận rộn lo toan, những lo lắng nghĩ suy, để chúng ta được tiếp xúc với một phần khác trong con người của chúng ta. Đó là sự không nghĩ suy lo lắng, một trạng thái được an trú, được thư giãn, được bình an. Chúng ta không còn là nạn nhân của những nỗi muộn phiền, những khối đau nhức đè nặng ở trong tâm. Chúng ta không còn là nạn nhân của những tác động hoàn cảnh, của thị phi, của thành bại, vinh nhục. Chúng ta được trở về với căn nhà đích thực của mình, true home, để được kết nối, để được cảm nhận, thấu hiểu, quan tâm và yêu thương. Và chúng ta đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Hãy nhớ, chúng ta còn là như thế. Chúng ta không chỉ là một người bận rộn với rất nhiều trách nhiệm bổn phận. Chúng ta không chỉ là vai này vai kia trong cuộc đời, là cha, là mẹ, là thầy cô giáo, là con, là thành viên gì đó. Chúng ta còn là một người tự do, còn là một người có bình an và hạnh phúc. Chúng ta còn là một người rất là trong trẻo, như là một bé thơ. Trong những lúc chúng ta tắt đi cái cơ chế hay lo lắng nghĩ suy, hay là sự khống chế của những nỗi muộn phiền, và trong giờ ngồi thiền hay là trong giờ thiền nằm, chúng ta đã có cơ hội được tiếp xúc với hơi thở. Hơi thở tự nhiên, hơi thở đến từ không khí trong lành và lá phổi còn rất là lành lặn của mình. Đã có những ngày tháng chúng ta đã không làm được như thế. Chúng ta ở trong bốn bức tường nhà chật chội, không thể đi ra ngoài để có thể hít thở không khí trong lành. Chúng ta đã phải nằm liệt ở trên giường bệnh, phải thở bằng bình oxy. Có khi chúng ta tưởng chừng như là không thể nhìn thấy mặt trời thêm một lần nữa. Lúc đó chúng ta mới thật sự biết trân quý sự sống, sức khỏe và hơi thở của mình. Và chúng ta đã nhận ra rằng những biến động xảy ra trong đời sống, trận đại dịch COVID-19 vừa qua, tuy nó đã lấy đi rất là nhiều thứ, nó càn quét, nó tàn phá, nó hủy diệt, nhưng mà nó đã dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Trong đó chúng ta thấy rằng chúng ta đã vì trách nhiệm bổn phận, chúng ta vì thói quen thích lao tới nắm bắt những mục tiêu bên ngoài, chúng ta muốn chinh phục những đỉnh cao, mà chúng ta đã bỏ qua một trách nhiệm bổn phận vô cùng quan trọng, đó là chăm sóc sức khỏe của chính mình, chăm sóc thân và tâm của mình. Đáng lẽ ra lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn một hệ miễn dịch của cơ thể thật là tốt, một hệ miễn dịch của tâm hồn cũng thật là tốt,
để chúng ta có thể sẵn sàng đương đầu với mọi trở lực của đời sống. Chúng ta biết rằng bản chất đời sống là luôn luôn thay đổi, là vô thường. Nó không bao giờ có thể giữ nguyên một trạng thái cố định. Chúng ta không thể tin rằng cuộc đời chỉ mang đến cho chúng ta những điều thuận lợi mà không có những nghịch cảnh. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Để có thể đứng vững trong cuộc đời này, theo Đức Phật hay là các bậc hiền triết đều khuyên rằng chúng ta hãy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho mình một nội lực vững vàng, một khả năng có thể chấp nhận hết mọi điều xảy ra trong đời sống, dù đó là những điều tốt đẹp hay là những điều không tốt đẹp, dù đó là thuận hay là nghịch duyên. Chúng ta gần như không có nhiều quyền hạn để chọn lựa, chỉ đón nhận những điều như ý và sẵn sàng loại trừ những điều bất như ý. Nếu chúng ta giữ nguyên thái độ đó, chắc chắn chúng ta sẽ tổn thương và đau khổ. Học cách chấp nhận những điều bất như ý trong cuộc đời là điều vô cùng khó khăn, nhưng mà chúng ta có thể làm được nếu chúng ta biết cách luyện tập. Để rồi một lúc nào đó, những biến động trong đời sống, những nghịch duyên, nghịch cảnh, nó chỉ là những tiếng chuông nhắc nhở để chúng ta quay về biết chăm sóc khu vườn tâm của mình hơn, để chúng ta quay về trân quý những điều kiện hạnh phúc của mình đang có, để chúng ta quay về phát triển trí tuệ, chứ không phải là một cái thứ gì đó đáng sợ mà nó có thể quật chúng ta ngã xuống tơi tả. Cho nên một người có trí tuệ cũng là một người có nội lực vững vàng, không còn lo sợ hoàn cảnh nữa. Họ chỉ lo sợ bên trong mình thay đổi, chỉ lo sợ nội lực mình không đủ, trí tuệ không đủ lớn, thì bây giờ hoàn cảnh sẽ nuốt chửng chúng ta. Một người có trí tuệ lúc nào cũng biết cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn khổ đau, vì đó đều là những bài học vô cùng quý giá. Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng là diễm phúc thần tiên? Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được rằng hơ tay bên bếp lửa nhà, lòng sẽ ngập tràn ấm áp? Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc, làm sao ta biết được lòng mình sẽ đông đầy hạnh phúc và thương nhớ khi có nhau? Những ngày tháng qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ bỗng mịt mờ, không thể tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai, những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm dịu kỳ tích tắc, lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu lắm rồi. Trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh, lâu rồi, lâu lắm rồi mình mới được ngồi yên xuống như vậy. Mình mới có thể thức dậy sớm để chào đón một ngày mới lên, nghe những thanh âm của đời thường luôn luôn diễn ra mỗi buổi sáng mà trước đó ta đã không kết nối được. Lâu lắm rồi mới có thể lắng nghe được hơi thở của mình. Hơi thở vào vẫn còn đây, hơi thở ra vẫn còn đây. Vì nếu không thở thì mình đã không còn có thể sống nữa.
Mặc dầu tiền bạc, quyền lực, địa vị, sự kính trọng nể phục tình cảm là những nhu cầu thiết yếu của đời sống, nhưng sức khỏe thì sao? Tâm hồn thì sao? Hơi thở thì sao? Có quan trọng không? Nó đứng ở vị trí thứ mấy trong danh mục những điều thiết yếu của đời sống của chúng ta? Mà tại sao chúng ta lại hờ hững vô tâm? Chúng ta không có ý thức chăm sóc, không có ý thức quay về để kết nối, để trân quý sự có mặt của hơi thở. Như quý vị đã biết, các nhà khoa học, các nhà y khoa đều cho rằng khi chúng ta chịu quay về để kết nối với hơi thở, chịu khó thở sâu và chậm, có chủ ý muốn thở sâu và chậm, tức là có tác động vào hơi thở, thì hơi thở sẽ mang lại rất nhiều giá trị tích cực, giúp chúng ta cải thiện hệ miễn dịch của thể chất lẫn tâm hồn. Chúng ta biết rằng khi thở thì phổi sẽ đưa oxy vào máu và thải ra khí CO2. Mà nếu chúng ta có tập trung, có chú ý vào hơi thở thì nó sẽ giúp cho tiến trình này diễn ra mượt mà, trôi chảy và mạnh mẽ hơn. Và hơi thở đi cùng với nhịp tim, cho nên nếu hơi thở được chúng ta chú ý chăm sóc, làm cho nó mịn màng, đều đặn, nhẹ nhàng, thì nhịp tim cũng sẽ đi theo hướng đó. Và một hơi thở sâu và chậm, nó sẽ giúp cho dây thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, để rồi nó sẽ tuôn chảy ra những cái hormone tích cực, và nó làm cho não chế xuất ra endorphin, đó là nội tiết tố làm cho chúng ta được giảm đau một cách rất là tự nhiên. Vậy nên khi chúng ta có những khối đau nhất trên cơ thể hay trong tâm hồn, chỉ cần nhớ đừng có lao theo cái đau nhất đó, đừng để cho nó cuốn vào và nhấn chìm, cũng đừng có để tâm mình nó phân tán bởi những việc khác. Hãy quay về kết nối với hơi thở. Chỉ cần dùng một hơi thở có tác động, tức là làm cho hơi thở sâu và chậm, chú ý vào hơi thở đó thật sâu và chậm, thì chúng ta sẽ vượt thoát được cơn đau nhất. Và việc hít thở sâu và chậm còn giúp cho tiến trình lão hóa chậm lại. Các nhà khoa học ở Mỹ đã nghiên cứu thấy rằng ngay cả khi chúng ta hít thở sâu và chậm thường xuyên, nó cũng chống cho, giúp cho việc chữa trị, ngăn ngừa ung thư. Vì vậy cho nên có quá nhiều lợi ích tích cực từ việc chúng ta quay về để kết nối với chính cơ thể của mình thôi, với chính hơi thở thôi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật hay là các vị thiền sư như là thiền sư Trần Nhân Tông đã từng nói rằng: gia trung hữu bảo hư tầm mịch, nhà đầy của báo thôi tìm kiếm, trong bài Cư Trần Lạc Đạo. Bí quyết để sống trong cuộc đời này đó là hãy tùy duyên. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc biên, gia trung hữu bảo hư tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc phất thiện. Bí quyết để sống hạnh phúc trong cuộc đời này đó là hãy tùy duyên. Tùy duyên, adapting to conditions, có nghĩa rằng những duyên nào đã đi qua rồi, đừng luyến tiếc, đừng chú ý, đừng mất năng lượng, đừng chú tâm về nó. Những duyên nào chưa xảy ra ở trong tương lai cũng đừng có bận lòng, đừng có kết nối với nó quá nhiều. Mặc dầu lâu lâu cũng cứ nhìn lại quá khứ để điều chỉnh bản thân, lâu lâu cũng đặt ra những kế hoạch dự án, có những dự phòng cho tương lai, nhưng chúng ta không thể nào tìm được hạnh phúc thật sự, chạm được, trải nghiệm được hạnh phúc thật sự nơi quá khứ và tương lai, mà chúng ta chỉ có thể tiếp xúc, kết nối, tận hưởng được những điều kiện hạnh phúc trong hiện tại, tức là duyên đang có mặt trong hiện tại.
Quý vị có biết mình đang có những thuận duyên nào trong hiện tại không? Tuy là mình cũng có một số nghịch duyên đó, nhưng mà thuận duyên là gì? Chúng ta phải ngồi yên xuống, phải tỉnh thức ra, thậm chí chúng ta phải lấy bút để mà ghi ra, liệt kê ra những thuận duyên, những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và hãy trân quý nó đi, hãy hạnh phúc với nó đi, đừng quá lo lắng cho tương lai. Để rồi khi chúng ta có hạnh phúc, chúng ta hồi phục năng lượng, chúng ta nhìn về tương lai nó không còn mịt mờ nữa, không còn sợ hãi nữa. Khi tâm đã sáng suốt và vững vàng thì chúng ta chấp hết mọi biến động xảy ra, không có ngại ngần gì cả. Vì vậy cho nên là thiền sư mới nói là ở trong tâm chúng ta đó, ngay cả trong cơ thể của chúng ta luôn, cũng có rất nhiều gia tài quý báu. Như là sự thư giãn nè, sự thư giãn có quý báu không? Bình an có quý báu không? Sự thảnh thơi, sự vững chãi, một trái tim rộng lớn để yêu thương, để tha thứ, để bao dung, một cái trí tuệ sáng suốt để nhìn thấy bản chất của mọi sự vật, sự việc, để không mắc phạm vào những mê lầm. Điều đó có quý giá không? Nếu xem đó là những tài sản quý báu của con người, thì hãy thường xuyên quay về để khai quật lên, để nuôi dưỡng và phát triển. May mắn quá, chúng ta đã có mặt ở đây. Trong chương trình thiền tập, chúng ta đã bắt đầu có những trải nghiệm về đời sống tỉnh thức, mặc dầu chỉ diễn ra trong 1.5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta đã trải nghiệm thật, không tưởng tượng nữa. Không chỉ đọc trên những trang sách hay là nghe thuyết giảng nữa, chúng ta trải nghiệm trực tiếp. Thiền là gì? Thiền sư nói, gia trung hữu bảo, hư tầm mịch, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm tức là dù hoàn cảnh có thuận hay là nghịch, nó cũng không làm chúng ta nao núng, chao đảo, phấn khích, bị cuốn theo, bị nhấn chìm, quật tơi tả. Chúng ta hoàn toàn có thể tách ra khỏi mọi sự biến động đó, an nhiên tự tại nơi chính mình. Đây mới là cốt tủy của thiền tập. Tâm chúng ta có sức mạnh ghê gớm như vậy. Nhưng mà để làm được điều này đó, chúng ta phải đi qua rất rất nhiều những bài tập cơ bản. Trong đó có việc quay về với chính mình thường xuyên. Làm sao để mà quay về với chính mình thường xuyên? Như là bài tập số 1 chúng ta đã được gợi ý, có mặt liên tục, thư giãn liên tục, và lúc nào cũng nhớ mỉm cười để giúp cho sự có mặt, sự thư giãn diễn ra một cách sâu sắc và bền vững. Hôm nay bài tập số 2 đó là tiếp xúc với hơi thở tự nhiên. Hồi nãy giờ chúng ta có nghe đến tiếp xúc với hơi thở có tác động, có điều khiển rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe về hơi thở tự nhiên. Trong thiền tập, đặc biệt là thiền Vipassana, theo truyền thống chánh thống của Phật giáo, là rất hạn chế sử dụng hơi thở có điều khiển, có tác động, có can thiệp. Tức là khi chúng ta làm cho hơi thở mịn màng, làm cho hơi thở an ổn, thì cái chữ làm ở đây có nghĩa là tác động. Khi chúng ta cố tình thở sâu và chậm, mặc dầu thở sâu và chậm là rất tốt cho sức khỏe cơ thể lẫn tinh thần, nhưng vẫn là một hơi thở bị tác động. Trong thiền tập rất kiên kỵ sự tác động vào đối tượng, vào đề mục mà mình đang quan sát. Tức là phải luôn luôn thực tập để cho nó diễn ra một cách tự nhiên. Vì khi chúng ta lùi lại, không tác động vào, không can thiệp vào, no interfere, thì đối tượng nó mới diễn ra tự nhiên được. Còn nếu mà mình xuất hiện, mình tác động vào, thì cũng giống như đứa bé vậy, nó sẽ trình diễn, nó sẽ đối phó với chúng ta, hoặc là nó sẽ lẩn trốn, làm cho chúng ta không nhìn thấy sự thật được. Thiền tập là phải trung thực với chính mình, phải được nhìn thấy sự thật,
dù sự thật có đau lòng đi chăng nữa, dù là mình phải nhìn thấy phiền não ghê gớm của mình đi chăng nữa, thì cũng phải tập lùi lại chỉ để quan sát mà thôi. Cũng giống như chúng ta đặt một cái camera để quay chính mình vậy đó. Quay chính mình đang đi, quay chính mình đang ngồi, quay chính mình đang nói, từng động thái cử chỉ, xem mình có đang thư giãn hay là căng thẳng, có mỉm cười không. Ghi nhận là cái camera đó. Tâm thức chúng ta nó có khả năng đó, tự quan sát chính mình, thật là vi diệu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một tầng nữa, đó là quan sát chính hơi thở của mình. Vì hơi thở á, là một đối tượng rất là đặc biệt. Đức Phật và các vị thiền sư rất là yêu thích đối tượng hơi thở. Vì hơi thở á, nó tuy thuộc về thân, nhưng mà nó giống như một cái cầu để nó bắt giữa thân và tâm vậy. Vì trong tâm có biến động gì, nó cũng tác động qua hơi thở, làm cho hơi thở hỗn hển. Còn nếu tâm bình an á, thì hơi thở sẽ mịn màng. Cho nên thông qua hơi thở, mình mới lần mò đi vào nội tâm của mình được. Và hơi thở là một đối tượng, nó khác với các bộ phận khác trên cơ thể, là vì nó biến đổi liên tục, nó rất là tinh vi. Mà nếu bạn bắt được nó, thật ra là bạn chỉ làm bạn với nó thôi, đồng hành cùng với nó, cảm nhận trực tiếp được với nó, hiểu nó, thì bạn đã có một kỹ năng đặc biệt để đi vào những bài tập sâu sắc hơn, khám phá nội tâm của mình, khám phá sự thật về cái tôi bản ngã của mình. Cho nên bắt buộc bạn phải thực tập thật tốt bài thực tập này, không thể bỏ qua. Mặc dầu hơi thở không phải là đề mục duy nhất nhé, trong thiền tập Vipassana, tâm chúng ta mới là đề mục quan trọng. Nhưng mà muốn quán được tâm, muốn quan sát được tâm, awareness of the mind, thì phải tập quan sát thân, quan sát hơi thở, awareness of your breath, of your body. Thì hơi thở tự nhiên, nó luôn luôn đi theo tiến trình của nó. Dù chúng ta có chú ý quan sát vào nó hay không thì nó vẫn như thế. Khi chúng ta chưa ngồi xuống để thiền tập thì hơi thở vẫn cứ đi vào đi ra. Bây giờ chúng ta ngồi xuống để thiền tập thì tại sao phải làm nó khác đi chứ? Cứ vẫn để nó đi vào đi ra theo tốc độ tự nhiên của nó. Chúng ta chỉ là đặt một cái camera lên để quan sát, thấy hơi thở đi vào, làm cho bụng tự động phồng lên. Hơi thở đi ra, làm cho bụng xẹp xuống. Chỉ có sự đi vào và đi ra, tắt hết mọi sự suy tưởng. Chỉ có sự cảm nhận. Toàn bộ tiến trình bụng tự động phồng lên, toàn bộ tiến trình bụng tự động xẹp xuống. Nhưng mà hãy kiểm tra kỹ xem là đây là hơi thở tự nhiên hay là hơi thở bị điều khiển vậy. Vì chúng ta có một thói quen rất là lớn, đó là thích điều khiển, thích kiểm soát, thích tác động vào mọi thứ theo ý của mình. Chúng ta hãy khơi lại một thói quen cũng rất là vi diệu trong chúng ta, đó là lùi lại, không tác động, không can thiệp, không ý kiến ý cò gì cả. Do nothing, không làm gì cả, vô tác. Hãy ngồi yên xuống đi, để trời đất giải quyết cho, để nhân duyên nó thay đổi một chút nữa, để đối tượng bên kia được thay đổi chứ. Đừng vội vàng, đừng nhảy vào can thiệp. Thí dụ đứa con mình nó có nghịch, nó có hư, không phải lúc nào lời nói, lời dạy của mình cũng có tác động đâu. Có khi im lặng, án binh bất động, không nói, không làm, kể cả không lo nghĩ gì cả, không tưởng tượng gì cả, cứ trở về làm tốt phần của mình. Ngồi yên, thư giãn và mỉm cười. Có lúc quý vị phải nhớ là công việc chính của ta là gì, việc nên làm là gì trong lúc này. Có một hôm, Chúa Giêsu và các tín đồ đến một ngôi làng. Hai chị em Martha và Maria rất là yêu thương kính trọng Chúa Giêsu.
Và trong cái lòng thành khẩn trong trẻo đó, hai chị em đã mời được Chúa Giêsu và các đồ đệ của Ngài về tệ xá của mình để dùng bữa trưa. Martha thì lăng xăng chạy lo nấu nướng quần quật ở trong bếp. Maria là cô bé, bé nhỏ ngây thơ, ngồi ôm dưới chân Chúa, ngửa mặt lên nuốt từng lời từng chữ mà Chúa Giêsu dạy cho các tín đồ của mình. Lúc đó Martha thấy vậy tức giận, nói rằng: Đức Chúa ơi, sao Ngài không rầy em con đi? Sao không bảo em con nó phụ con để mà lo nấu nướng, mà nó đi ngồi đó nó lắng nghe như vậy? Chúa Giêsu mới ôn tồn bảo rằng: Martha ơi, em con nó đã làm đúng việc cần nên làm rồi đó, chỉ có con là chưa đấy thôi. Có những lúc không phải lúc nào chúng ta cũng tác, cũng do something thì nó mới có hiệu quả, phải không? Vì lúc đó chúng ta đang rất là căng thẳng, đang rất là phiền não, đang cạn kiệt năng lượng. Hãy quay về để hồi phục lại năng lượng, để làm mới bản thân mình đi. Và không phải lúc nào chúng ta cũng đủ tài năng để xoay chuyển mọi thứ, để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy để cho bên kia được thay đổi. Hãy để cho hoàn cảnh nó còn vận chuyển nữa. Để trời đất gửi đến những thuận duyên lẫn nghịch duyên để làm cho chúng ta được nhìn thấy con đường để vượt thoát. Vậy hãy làm đúng việc mình nên làm đi. Cho nên quý vị lâu lâu cũng nên tự nhắc mình: bây giờ việc nên làm là gì? Có nên nói hay là không nên nói? Có nên hành động hay là không nên hành động? Hay là chỉ đơn giản tìm một chỗ để ngồi xuống thật yên, để thở, để trở về với hơi thở tự nhiên, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, let it be, không cần kiểm soát nữa. Tất nhiên không phải lúc nào cũng như thế. Chúng ta cũng phải do something ha, cũng phải làm cái gì đó. Nhưng mà có lúc chúng ta phải do nothing. Đó là sự quân bình cần thiết. Vậy thì khi mà chúng ta phát hiện ra mình đang tác động vào hơi thở, mình đang can thiệp, khiến cho hơi thở mình nó bị căng thẳng, và mình cũng bị căng thẳng, hồi hộp nữa, thì có một cái mẹo đó là không thèm chú ý nó nữa. Chú ý vào đối tượng khác. Chúng ta có thể lắng nghe âm thanh, chú ý vào chóp mũi. Đừng chú ý từ phía chóp mũi trở lên, vì nó rất dễ làm cho chúng ta bị nhức đầu. Chú ý vào môi đang mỉm cười, đôi bờ vai đang được thả lỏng. Và chừng 1-2 phút đột ngột quay về xem hơi thở của mình đâu rồi, bụng phồng xẹp như thế nào, thì lúc đó có thể chúng ta sẽ tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Mà nếu vẫn chưa thì hãy sử dụng cái mẹo ấy thêm một vài lần nữa. Một cách khác đó là chúng ta lắng nghe tiếng động của hơi thở. Mà nếu không nghe được thì hãy cố tình thở vài hơi đủ mạnh, đủ lớn để chúng ta nghe. Và chừng khoảng 2-3 hơi chúng ta làm thử nha. Cũng sâu và chậm. Rồi sau đó chúng ta không cố tình thở nữa. Quý vị có nghe được âm thanh hơi thở không? Hoặc là mình nín thở một chút, vài giây rồi thả ra, thả lỏng ra. Sau đó mình sẽ nghe được hơi thở tự nhiên. Quý vị cố gắng thực tập nhiều lần thì sẽ tìm ra được. Có những vị phải mất nhiều tuần, nhiều tháng mới tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Điều này nó tùy thuộc vào sự tinh tấn, nỗ lực, luyện tập thường xuyên của mình. Và điều này cũng tùy thuộc vào cái thói quen của mỗi người. Người nào có một cái pháp danh đó là thích điều khiển, thích kiểm soát thì sẽ gặp rắc rối lớn
sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới cảm nhận lại cái sự tự nhiên của mình. Người nào mà có pháp danh là tánh căng thẳng, lúc nào cũng căng thẳng, tánh nhăn nhó đó, thì sẽ gặp rắc rối to. Còn người nào mà tánh linh hoạt, thả lỏng, vui vẻ, dễ tôn trọng mọi điều tự nhiên, ít có can thiệp vào người khác, thì sẽ gặp thuận lợi lớn trong việc tiếp xúc với hơi thở tự nhiên. Nhưng mà không sao, nếu chúng ta nỗ lực tinh cần và thường để ý tới cái tánh điều khiển của mình, buông bỏ bớt, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Nói một cách khác, khi quý vị tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên á, thì nó cũng sẽ điều chỉnh luôn cái tính hay điều khiển của mình. Mà cái tính đó nó gây bao nhiêu rắc rối và tổn thất. Khi chúng ta thoát được cái tính hay điều khiển, vì cái tính này nó được hình thành từ nỗi sợ thôi. Và khi mà mình đã tôn trọng sự tự nhiên, có nghĩa là mình đã có một cái thấy đặc biệt nào đó. Cuộc đời này không phải do mình kiểm soát mà được đâu, mà phải học và thuận theo mới được. Thuận duyên hay là tùy duyên ấy. Cho nên bài hơi thở tự nhiên này hay lắm. Quý vị mà thực tập được thì nó có lợi ích ngay khi mà mình thực tập rồi. Ấy vậy mà nó còn ảnh hưởng lan tỏa vào trong đời sống. Nó làm cho đời sống mình trở nên nhẹ nhàng, rộng lớn hơn rất nhiều. Vì mình đã biết lùi lại, biết trời cao đất rộng. Và quý vị hãy tận dụng việc thực tập trở về với hơi thở ở bất cứ nơi đâu. Những lúc mà mình phát hiện ra mình căng thẳng, bị cuốn vào ngoại cảnh hay là bị phiền não nhấn chìm, thì phải lập tức tìm cách thoát ra, tìm một chỗ để ngồi yên xuống, để thả lỏng thư giãn, để mỉm cười, để trở về với hơi thở. Và dĩ nhiên là có được hơi thở tự nhiên là quá tốt. Nhưng mà nếu lúc đó không có được hơi thở tự nhiên thì ít ra đó phải có được hơi thở sâu và chậm. Hoặc là mình sử dụng hơi thở sâu và chậm trong những hơi thở đầu tiên thôi. Rồi sau đó lại trở về với hơi thở tự nhiên. Tập hơi thở tự nhiên cho thuần thục đi quý vị. Để chúng ta có được chất liệu, có được kỹ thuật để đi vào nội tâm, để khám phá những gia tài quý báu còn lớn hơn ở bên trong nữa. Và mỗi ngày chúng ta ngồi yên xuống vài lần, mỗi lần vài phút, thở sâu và chậm, thở với hơi thở tự nhiên, chúng ta sẽ thấy đời sống sẽ rất khác, rất tích cực, rất đáng yêu và màu nhiệm. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, trong đó có mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương rồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Nếu mà mình ít ngồi lại, mình cứ chọn rộn, cứ lăn xăng, thì mình chỉ sống được với phần cạn, phần thô, thậm chí là phần không dễ thương nhất của mình. Nhưng mà nếu mình lắng tất cả những phiền não đó xuống, mời sự trong trẻo, bình an lên, mình sẽ tiếp xúc được cái phần tinh tế, màu nhiệm. Trong đó có cái phần những cái khát khao để giúp cho nền giáo dục nước nhà trở nên sáng lạng, rực rỡ, thuần khiết, trong trẻo hơn. Trong đó có khát khao giúp cho bao nhiêu thế hệ trẻ con được trở thành những chàng trai, những thanh niên là những rường cột của nước nhà. Chúng ta nghĩ nhiều về cộng đồng và xã hội, nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên, vì chúng ta đã đánh mất sự tỉnh thức. Và hãy biến mỗi ngày là một niềm vui, là rất nhiều niềm vui. Bây giờ kính mời đại chúng nghe lại ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Thế tôi sống vui từng ngày.
tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn được mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen qua thảm lá me vàng lại bước qua. Sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim. Chúng ta đã biết được mục đích, lý do, ý nghĩa mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Đó là vì chúng ta muốn giúp cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Và đất nước, xã hội, thế giới đang cần rất nhiều trái tim. Và mỗi chúng ta có một trái tim. Mà trái tim ở đây không chỉ là rộng lớn, nhiệt tình, hết lòng, mà còn là một trái tim tỉnh thức và trí tuệ. Và chúng ta đang trên con đường để khai phá phần linh thiêng ấy trong mỗi trái tim chúng ta. Mời quý vị nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc giờ thiền tập.